Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy Maruyama Beat M nha các bạn. Cây máy này nó có tên là KC26. Cái máy này nó sở hữu một cây bê tông là 34 ly nha các bạn. Chạy rất là mạnh mẽ, với tầm làm vườn rất là đã luôn. Dung tích xi lanh nó là 26cc nha các bạn. Bê tông 34 ly, dung tích xi lanh 26cc. Nó chạy một cái chụp vượt siêu bền nha các bạn. Còn rất là đẹp luôn. Cọng dây còn tinh âu luôn, chưa có bị sừ tí nào hết các bạn. Tình trạng máy rất là đẹp các bạn xem. Nòng còn sáng rực luôn các bạn. Nó chạy một cái chế hòa khí quanh rồ tự động nha các bạn. Hòa khí quanh rồ, nắp xăng kính nha. Không có lỗ thông hơi, đây nó có thiết kế lỗ thông hơi riêng đây các bạn. Lỗ thông hơi riêng. Chế hòa khí quanh rồ tự động nha. Đây, lỗ thông hơi đây. Chế hòa khí quanh rồ đây, chữ quanh rồ này các bạn. Chữ quanh rồ ha. Chế hòa... cái này lỗ thông hơi để cân bằng áp suất này các bạn. Không hơi cần mà áp chức quanh rồ. Made in xa băng nha các bạn. Made in xa băng nha. Nó sở hữu một cái tum rời màu trắng nha các bạn. Tum rời màu trắng. Cần láp 24 ti. Ti một đầu răng, một đầu vuông nha các bạn. Chạy siêu bền luôn. Đầu trên thì răng nha. Đầu dưới vuông. Đầu cuối dưới gắn vô đầu bò đó là nó vuông nha các bạn. Chạy siêu bền luôn. Rất là đẹp. Thật là hoàn hảo các bạn. Đồ zin hết các bạn. Tay ga đây, tay ga giữ. Tay ga giữ mà mình có thể mình thao tác thành tay ga sóng á, mình nhận nhẹ đây mình cho nó nhẹ, thật nhẹ để mình chạy ga sóng các bạn. Mình đã tay ga sóng, ga sóng phát nó mới mạnh. Tay ga chết thì phát nó rất là yếu các bạn. Mình lên ga không kịp lúc thì máy nó rất là yếu. Lên ga sóng thì máy nó rất là mạnh. Mà ít ăn xăng này các bạn. Các bạn tập chạy ga sóng được á, thì nó máy nó rất là lợi xăng mà mạnh. Mạnh gấp đôi luôn, gấp đôi gấp ba lần công suất hiện đại. Thì khi nặng mình lên ga thêm thì cái máy nó chạy nó chém rất là ngọt các bạn. Cỏ zin một màu luôn các bạn. Đầu bò zin của Maruyama nha. Này có thấy không? Logo của Maruyama. Chữ M đó các bạn. Đây mình gắn vào đây một cái dao Makita nha các bạn. Dao này độ dày của dao này là 1,5 ly nha các bạn. Mài theo kiểu 82 nè. Cắt rất là ngọt luôn. Cắt rất là chín mà lại không văng cỏ vào mặt nữa các bạn. Khỏi cần trắng cỏ, không có văng tí xíu nào lên mặt mình hết. Mài với cái góc độ là ở dưới này 8 nè, ở bên này 2, trên nè. Trên này 2 ha, dưới 8. Thông số kỹ thuật của dao đây các bạn. 300 x 1.5 x 80 x 25 ly 4 ha. Đây, trên giống chống dính cỏ nè, thích cháy luôn, zin của nó các bạn. Dưới chống mài mòn ha. Chống mài mòn để nó bảo vệ con ốc của mình khỏi bị mòn các bạn. Nhưng mà đối với thời kỳ này thì con ốc dưới rất dễ kiếm các bạn. Không có lo như 10 năm về trước.
10 năm về trước thì con ốc mình mòn á, thì mình không có đồ thay, chứ bây giờ đồ thay rất là nhiều, thành ra mình không có lo cái chuyện đó. Rất êm các bạn, để rất êm, không có gây một tiếng kêu nhỏ nữa. Khích cháy luôn nha các bạn. Nếu các bạn cái cùi rơ các bạn nắm đây, hoặc rung rinh thì nó sẽ kêu, gây tiếng kêu và độ rơ. Còn cái này khích cháy luôn các bạn, cháy luôn, không có tí xíu rơ nào hết. Mà giờ chạy với tốc độ cao thì nó cũng hú cái cánh nha các bạn, hú cái dao dao kêu rít lên là thành tiếng. Chạy với tốc độ cao thì nó hú lên. Dao Makita này chạy rất là êm các bạn. Cái hãng này rất là uy tín, nó định tâm rất là chuẩn luôn các bạn. Quan trọng nhất là cái dao nó định tâm chuẩn á, thì mình gắn vô mình chạy mới êm nha các bạn. Nếu mà cái dao nào mà nó định tâm không chính xác là mình gắn vô chạy không êm, rất là rung rung dữ dội, mình không cắt được là do nó định tâm không êm các bạn, không chính xác. Còn dao Makita này là nó định tâm rất là chính xác luôn. Dao nào các bạn gắn vô là chạy rất là êm luôn. Nhưng mà đòi hỏi các bạn phải gắn đúng nha. Vô khớp đàng hoàng thì nó sẽ rất là êm. Cùi này mình nhắc lại nha, cùi vuông nha các bạn. 24 vuông. Xài cực kỳ bền luôn các bạn. KC26 bit em ha. An toàn sử dụng nữa các bạn. Rồi, đã khai máy vậy nha các bạn. Đó, mà zin toàn bộ hết các bạn. Zin 100% luôn. Rồi, để mình test thử cho các bạn xem nha. Máy 26 mà rất là lớn các bạn. Để mình test thử cho các bạn xem. Hơi hám rất là dữ luôn. Hơi hực hực hực. Nổ ra ti rất là êm luôn. Dòng một và chạy ha. Rất là nhạy luôn các bạn. Vừa tiếng vừa nổ là máy quay.
chạy rất dữ các bạn. Trạng máy sơ mi bê tông nó còn rất là đã luôn, nó chạy rất là dữ luôn.